cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử cầu thủ Nguyễn Xuân Nam. Nguyễn Xuân Nam sinh vào ngày 18 tháng 1 năm 1994 tại Hải Dương, Việt Nam, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí tiền đạo. Nguyễn Xuân Nam có chiều cao 1m78. Về sự nghiệp cầu thủ trẻ, năm 2005 đến năm 2013 thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT. Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, năm 2013 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, năm 2015 đến năm 2016 cho SHB Viêng Chăn mượn, năm 2016 cho Sài Gòn mượn, năm 2018 đến năm 2019 cho Phố Hiến mượn, và từ năm 2019 đến nay thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Về đội tuyển quốc gia, năm 2010 đến năm 2011 thi đấu cho đội U16 Việt Nam, năm 2011 đến năm 2013 thi đấu cho đội U19 Việt Nam. Xuân Nam trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ TNT, anh được gọi lên đội tuyển U16 quốc gia vào năm 2010 cùng U16 Việt Nam giành ngôi vô địch U16 AFF năm 2010. Năm 2011, Xuân Nam được gọi triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam tham dự U19 AFF và giành danh hiệu vô phá lưới giải đấu với 8 bàn thắng ghi được. Xuân Nam tiếp tục cùng đội tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 AFC 2012 và U19 AFF năm 2012. Năm 2015, anh thi đấu cho SHB Viêng Chăn tại Lào Premier League 2015 theo dạng cho mượn từ Hà Nội TNT. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, trong trận đấu với câu lạc bộ Lào Tokyo tại AFC Cup, Xuân Nam được thay vào phút 69 và nhanh chóng giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khai thông thế bế tắc bằng cú đúp đẳng cấp. Và đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ SHB Viêng Chăn, nơi mà Xuân Nam từng thi đấu. Về danh hiệu, đội tuyển U19 giành được huy chương bạc 2011, U16 giành được huy chương vàng 2010. Thành tích câu lạc bộ: huy chương vàng U21 toàn quốc 2013, huy chương bạc U21 toàn quốc 2014, huy chương vàng U19 toàn quốc 2011. Nguyễn Xuân Nam và hành trình đi tìm bình yên. Sau cú đúp vào lưới của câu lạc bộ Quảng Nam, ngay trong ngày trở lại sân chơi V-League, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam tiếp tục cho thấy cái duyên của mình với một cú đúp vào lưới của Lào Tokyo, khởi đầu quá ấn tượng của tiền đạo 26 tuổi sau những năm tháng bôn ba. Sau màn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu trên sân Tam Kỳ, tiền đạo mang số 11 ăn mừng cuồng nhiệt, cởi phăng chiếc áo đang mặc, nhấc chiếc điện thoại tay lên gọi. Xuân Nam cũng phải chờ lâu để có thể mở tài khoản tại đấu trường Châu Lục, và tiền đạo này vẫn là cơn ác mộng của hàng thủ các đội bóng tại nước bạn Lào. Khởi đầu thuận lợi của Xuân Nam trong màu áo của đội bóng mới, sau những ngày tháng chìm trong đêm đen của chấn thương và sóng gió, người hâm mộ đều đang kỳ vọng vào chuyến hành trình đến bờ bình yên của tiền đạo này với đội bóng mới. Nguyễn Xuân Nam sinh ra tại Hải Dương, tiền đạo này được phát hiện và đào tạo bởi Lò Gia Lâm, trung tâm đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Một điều thú vị, Xuân Nam cùng với Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm từng là đồng đội của nhau trong màu áo của U19 Việt Nam giai đoạn 2011-2012. Nếu sự nghiệp của Văn Lâm cũng trải qua lắm những gian nan vất vả trước khi có được thành công, thì Xuân Nam cũng đã nếm trải đủ khó khăn, những ngày tháng gian khổ trước khi tìm đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Đã 5 năm kể từ khi Xuân Nam bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cũng là quãng thời gian cầu thủ này gắn bó với 5 đội bóng khác nhau, thậm chí có cả một đội bóng nước ngoài. May mắn thay, giữa đêm đen của nỗi buồn, giữa muôn trùng gian khó bủa vây, Xuân Nam vẫn kiên cường bước tiếp, kiên trì bước theo tia hy vọng lé loi nơi cuối con đường. Sau những thành tích đáng kể cùng các đội tuyển trẻ của Hà Nội TNT, nay là Hà Nội FC, Xuân Nam được đôn lên đội 1 vào năm 21 tuổi.
Nhưng cạnh tranh xuất đá chính trên hàng công thật khó với tiền đạo này khi mà cả Goralo, Nguyễn Văn Quyết lẫn Hoàng Vũ Samson thời điểm ấy đều là những cái tên xuất sắc. Không chấp nhận cảnh dự bị, Xuân Nam đã đưa ra quyết định liều lĩnh và bất ngờ chuyển sang Lào thi đấu cho SHB Vietstan tại vòng giải vô địch quốc gia của Lào theo dạng cho mượn từ Hà Nội TNT. Thời điểm đó, chất lượng của giải vô địch quốc gia Lào là không cao, từ cơ sở vật chất, chuyên môn cầu thủ cho tới các vấn đề liên quan đều thua xa V-League. Khi ấy, Xuân Nam mới 21 tuổi, nhưng cầu thủ quê Hải Dương không gặp quá nhiều khó khăn ở đội bóng mới và cuối mùa, tiền đạo này trở thành vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Lào cùng năm. Đã gần 5 năm kể từ ngày Xuân Nam rời Lào Primate Language, nhưng cầu thủ này vẫn biết cách để ghi bàn vào lưới của các đội bóng Lào. Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của SHB Vietstan, câu lạc bộ Hà Nội đã gọi lại cầu thủ này và ở mùa giải 2016. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Lào đã từng nghĩ đến quyết định sẽ nhập tịch cho tiền đạo này. Nhưng Xuân Nam đã khước từ và cầu thủ này đã khao khát trở lại V-League. Vì đó là ước mơ, là nơi mà cầu thủ quê Hải Dương khao khát thể hiện những gì tốt nhất của mình. Những ký ức của Xuân Nam với câu lạc bộ Hà Nội sớm khép lại sau vỏn vẹn 46 phút ra sân tại V-League 2016 cũng dễ hiểu thôi. Khi ấy, thời điểm hàng công của đội bóng áo tím không thiếu những chân sút tốt. Bước ngoặt đến với tiền đạo sinh năm 1994 khi câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ chân sút này và Xuân Nam đã có quãng thời gian đương đầu với những đội bóng mới. Trong hai mùa giải 2016-2017, Xuân Nam được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng xếp đá hộ công sau lưng và con số 26 lần ra sân cùng 7 bàn thắng là thành tích không đến nỗi tệ. Nhưng số phận một lần nữa trớ trêu người tiền đạo này. Trong trận giao hữu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Đồng Tháp, Xuân Nam đã bị đứt dây chằng chéo và tiền đạo này đã mất gần như toàn bộ năm 2018 để phẫu thuật và hồi phục chấn thương. Hai năm ngắn ngủi tại câu lạc bộ Sài Gòn cũng là hai năm Xuân Nam vừa phải thi đấu vừa phải vật lộn những chấn thương liên miên. Đỉnh điểm là hai lần đứt dây chằng. Sự nghiệp chưa kịp lên cao nhưng những chấn thương và cái lận đận cứ mãi bủa vây. Xuân Nam chán nản và đã có thời điểm cầu thủ này nghĩ đến chuyện giải nghệ. Người ta thường nói gia đình là điểm tựa để mỗi người có thể dựa vào và vượt qua những gian nan vất vả. Xuân Nam cũng vậy, khi khó khăn nhất, gia đình đã động viên cầu thủ này tiếp tục chơi bóng. Sâu thẳm trong trái tim của tiền đạo sinh năm 1994 khi ấy vẫn còn một lò lửa đang âm ỉ cháy bỏng. Bóng đá không là cái nghề mà là cái đam mê, là con đường mà Nam đã chọn. Thời gian nghỉ dưỡng thường là quãng thời gian quý giá để tiền đạo này có thể nhìn lại hành trình đã qua của mình, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Đầu mùa giải 2019, sau khi nhận lời mời từ câu lạc bộ Phố Hiến, Tân Bình của giải hạng nhất 2019, tiền đạo quê Hải Dương quyết định đầu quân cho đội bóng này. Tôi chọn Phố Hiến bởi họ có tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa, ở đây tôi có cảm giác như ở nhà, từ đội ngũ huấn luyện đến các bác sĩ, tất cả đều là những người tâm huyết và giỏi chuyên môn. Tôi rất vui vì mình có thể đóng góp được cho đội bóng, Xuân Nam chia sẻ. Và đây cũng chính tại đây những gì xuất sắc của cầu thủ 26 tuổi đã phát tiết. Với danh hiệu vua phá lưới, sau khi mùa giải khép lại, Xuân Nam từng chia sẻ. Cầu thủ này muốn cùng với Phố Hiến chiến thắng trong trận playoff sẽ lên chơi ở V-League mùa giải 2020. Mục tiêu thứ hai đã trở thành hiện thực. Chỉ tiếc là đội bóng mà cầu thủ này khoác áo tại V-League 2020 không phải là Phố Hiến mà là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau màn trình diễn chói sáng tại hạng nhất, Xuân Nam đã trở về với nơi xứng đáng tài năng của mình. V-League 1 mới là nơi để cầu thủ quê Hải Dương vùng vẫy, ghi bàn và mơ về một hành trình đáng nhớ hơn tại đội bóng mới. Không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới, Xuân Nam có ngay một cú đúp trong trận đầu tiên khi trở lại V-League. Cái duyên của tiền đạo mang áo số 11 tiếp tục được thể hiện trong trận đấu với Lào Tokyo ở trận lượt trận thứ 3 vòng bảng. Khi cả Amadi Bade, Nguyễn Công Phượng rồi Trần Phi Sơn đều bất lực trước khung thành của thủ môn Saudala, huấn luyện viên Trung Huy Sằng đã đặt niềm tin vào chân sút số 26 tuổi này và tiền đạo không làm cổ động viên đội khách phải thất vọng.
Hai bàn thắng rất quan trọng đã giúp các cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh xây chắc ngôi đầu và Nguyễn Xuân Nam đang ngày càng khẳng định tài năng, tầm quan trọng của mình trong đội hình của huấn luyện viên Trùng. Năm nay, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã bổ sung rất nhiều cầu thủ mới. Riêng hàng tiền đạo đã có Nguyễn Công Phượng, Amido Bade và Nguyễn Xuân Nam, và cơ hội cho một cầu thủ mùa trước vẫn còn chơi ở hạng nhất trong đội hình của Á quân V-League là không nhiều. Nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, tiền đạo 26 tuổi đã chiếm trọn được niềm tin của huấn luyện viên Trung Hà Sằng. Với Xuân Nam còn khó khăn hơn nữa vì phải cạnh tranh với nhiều vị trí khác trong đội. Dù chỉ bị thương nhưng anh ấy không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Những nhận định ấy của vị chiến lược gia người Hàn là hoàn toàn có cơ sở. Khi Xuân Nam đã cố gắng rất nhiều, đã lao vào luyện tập rất chăm chỉ kể từ khi trở lại sân Thống Nhất trong màu áo mới, cuộc điện của Xuân Nam trong trận đấu với câu lạc bộ Quảng Nam vừa rồi không rõ người nhấc máy, nhưng các câu lạc bộ tại V-League có lẽ chuẩn bị vì một cầu thủ rất nguy hiểm đang nóng máy và sẵn sàng chọc thủng lưới bất cứ đội bóng nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.